Con có nghe các sư thầy giảng trong thời khắc biết sắp sửa qua đời thì nên nghĩ tưởng đến các vị Phật và Bồ Tát để mình ra đi nhẹ nhàng, đồng thời lúc ấy không lưu luyến về gia đình. Kẻo khi chết thì sẽ bị đọa, nhưng cũng có trường hợp trong ranh giới sự sống và cái chết, họ nghĩ tới người thân để làm điểm tựa, cố gắng vượt qua cái chết. Ví dụ khi hôn mê cấp cứu vì đẻ khó, vô thức con thấy mình đi trong một đoạn dài, nghe tiếng bác sĩ nói chuyện, tiếng em bé khóc, thì con bước qua con đường có ánh sáng đầy hoa, đến lúc con đi trong bóng tối và niệm Phật thì con ra đi nhẹ nhàng mà không sợ hãi. Nhưng nếu con nghĩ đến người nhà đang đợi bên ngoài phòng mổ thì con có động lực cố gắng trở về và tỉnh lại. Như vậy nếu cuộc đời con lặp lại giây phút sự sống và cái chết nữa thì con phải làm sao, vì con không muốn trong lúc đứng giữa không biết đi đâu. Thưa quý vị đó, như sư nói đó, nếu như mà sắp sửa qua đời mà quý vị biết là quý vị muốn sắp chết rồi đó, thì khi mà quý vị niệm tưởng đến ân đức Phật, niệm tưởng về ân đức Phật là bà Itiviso chứ không phải là các vị Phật và Bồ Tát ha. Niệm tưởng về ân đức Phật trong bà Itiviso là chính xác nhất, thì khi đó nếu có ra đi quý vị cũng ra đi nhẹ nhàng. Còn nếu mà không có lưu luyến với gia đình á, thì nếu quý vị lưu luyến gia đình thì sẽ đi sa đọa, làm nhất dễ nhất là sa đọa vào những cái con vật. Thì như thế này nè quý vị, sư chia sẻ một vài cái vấn đề liên quan các cái vị mà bác sĩ á, nhất là bác sĩ khoa ngoại, ví dụ như là cấp cứu nè, hoặc là khi mà các vị đó mổ á, thì có những cái mà không có một cái cơ sở khoa học nào hết, nhưng mà các vị đó vẫn tin như thế này, vẫn tin như thế này, là với một người mà còn muốn sống, còn muốn sống, thì có những cái ca trong cùng một ca mà ngặt nghèo mà cái sống giữa lành răng, giữa cái sống và cái chết nha. Mà nếu như một người mà họ có cái lòng cầu sinh, có nghĩa là họ còn muốn sống thì họ sẽ vượt qua. Còn nếu như mà một người mà họ buông, họ một lòng họ muốn chết thì họ sẽ chết. Cho nên bác sĩ khoa ngoại đó, có những khi mà họ tin như thế này có nghĩa là việc của họ là đã xong rồi, có nghĩa là cái họ cần cấp cứu họ đã cấp cứu rồi, cần mổ họ đã mổ rồi. Tuy nhiên cái người đó có sống hay là chết hiện tại bây giờ vào giờ phút này là tùy thuộc vào họ, chứ bây giờ bác sĩ không can thiệp được nữa đó. Thì các vị bác sĩ khoa ngoại các họ tin như thế, cho nên là cái mô tả của cô thì nó cũng đúng à, nhưng mà như thế này nè, nếu như mà mình nhắm mà cái sức của mình mà mình vượt qua được, sức của mình vượt qua được thì cứ vượt qua, thì cứ vượt qua. Nó giống như là một người mà họ một đứa con nít mà nó đang chơi ở dưới sình mà phải nói là sình, một cái mùi sình mà nó hơi bị hôi ấy. Chơi dưới sình hai người dơ bẩn lắm lem như vậy mà nó chơi với mấy đứa con nít á, trong khi nó còn đang chơi vui ấy. Thì thôi thì cứ chơi đi. Nhưng mà khi mà má tới mà kêu tèo tí về tắm rửa, thì nếu như mà còn lưu luyến thì có nán thì cũng nán lại chút xíu thôi, nhưng mà theo như nếu mà có lời khuyên chân thành thì tốt nhất là thôi theo má về tắm rửa cho sạch sẽ đi, thì nó vẫn tốt hơn là quay trở lại mà tiếp tục là phớt lờ tiếng gọi của ba má, vẫn tiếp tục chơi
Rồi một hồi nữa ba má sẽ quay trở lại với một cái thanh lịch thượng phương bảo kiếm ở trong tay ha. Và khi đó là lúc đó là thằng Tè thằng Tí là nát đòn với ba má. Thì cũng như vậy, trong những trường hợp mà đứng giữa lành răng sanh tử, nếu như quý vị còn lưu luyến mà quý vị muốn quay trở lại với người thân, thì nếu mà nói về mặt đạo đức của thế gian, đạo đức của thế gian, thì cái nỗ lực đó nó sẽ giúp cho quý vị duy trì sự sống và quý vị tiếp tục quý vị sống. Nhưng mà nên nhớ tất cả các sự tham ái, tất cả những sự ái luyến đều là nhân cho sự sa đọa. Nếu như khi đó chúng ta vượt qua được, chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta ái luyến với cuộc sống, ái luyến với gia đình, với người thân, tiếp tục chúng ta luyến ái với những cái lạc thú giác quan, thì chúng ta tiếp tục gieo các nghiệp bất thiện, chúng ta sa đọa. Còn nếu như khi đó chúng ta giống như là chúng ta nghe lời ba má Tèo Tí về tắm rửa ăn cơm, thì khi đó chúng ta một lòng nghĩ tưởng đến Phật Itibiso Pagawa Arahang Samma Sambutho, khi đó chúng ta ra đi một cách rất là nhẹ nhàng và chúng ta sẽ trở thành một con người rất là sạch sẽ, ví như là chúng ta tái sanh về cảnh giới Phạm Thiên, cảnh giới Chư Thiên, và chúng ta sống một cái cuộc sống vui sướng đó. Thì nó cũng y chang như cái chuyện đứa con nít đó, nó chơi dưới sình dưới bùn với mấy đứa con nít mà ba má kêu nó vậy đó, muốn chơi nữa thì cứ tiếp tục chơi, nhưng mà nhớ trong đầu, nhớ có gan chơi là có gan ăn đòn nghe. Cái thứ hai là lựa chọn thôi về tắm rửa sạch sẽ, ăn uống thơm tho, rồi chừng nào á mấy thằng mít, thằng ổi, thằng xoài gì đó nó rủ chơi tiếp á, thì trốn ba trốn má đi chơi tiếp, thì cái đó thì tùy ha. Thì quý vị sư chỉ đưa ra hai cái đường lối đó thôi, và quý vị lựa chọn vẫn cứ là thuộc về quý vị thôi. Nên nhớ chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cái sự lựa chọn của chính bản thân mình.